10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, năm con giáp, tiền tỷ cầm tay, phát tài phát lộc, giàu có hết phần thiên hạ. Xin được chúc mừng tất cả những con giáp được gọi tên dưới đây, bởi các bạn sẽ vô cùng may mắn, vận đỏ như son, làm việc gì cũng sẽ thuận lợi và thành công ngoài cái sự mong đợi. Vốn dĩ những con giáp này là những người tài năng, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, nên 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, các bạn sẽ giống như là hổ mọc thêm cánh, được thần may mắn tiếp thêm cho cái sức mạnh. Vì vậy, năm con giáp này có thể tận dụng cái thời điểm này để mà mở rộng quy mô kinh doanh hoặc là phát triển thêm một cái nghề này tay trái nào đó để gia tăng thêm cái thu nhập cá nhân. Không chỉ vậy, một số người còn có cơ hội may mắn trúng số đời đời, bứt phá, giàu lên trông thấy sau một đêm. Và bên cạnh đó, không ít những con giáp còn nhận được cái lộc trời ban, có thêm được cái nhân duyên được như ý. Những người độc thân thì sẽ gặp được cái vận đào hoa, nên là quý vị cũng đừng có bỏ lỡ cái cơ hội đến với mình. Những người mà có đôi có cặp hoặc là các cặp vợ chồng ấy, thì sẽ có một cái thời gian hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất. Vậy thì cái vận may gì sẽ đến với năm con giáp dưới đây? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi là những người mà nói chung là luôn vui cười, sống chân thực và thân thiết với mọi người xung quanh. Họ rất dễ động lòng trắc ẩn với những cái bất hạnh của những người khác. Tính cách của những người tuổi Mùi rất hiền lành, thậm chí là hay tỏ ra xấu hổ, bẽn lẽn. Nếu mà được phát huy hết cái sở trường của họ, họ sẽ trở thành những người nghệ thuật đầy tài năng, tao nhã và có tính sáng tạo. Nói chung trong cái thời gian này, những người tuổi Mùi dễ có được cái cơ may đổi đời, gặp nhiều cái may mắn trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, giúp cho họ có thể là phát triển một cái cơ hội kinh doanh, đạt được nhiều kết quả được như ý. Trong thời gian này, nhiều người tuổi Mùi trở nên liều lĩnh hơn, khôn ngoan hơn. Họ có thể triển khai những cái dự án mà họ đã ấp ủ từ trước đây. Tương lai sẽ có thêm nhiều cái nguồn thu nhập giúp cho họ gia tăng cái sự giàu có của mình lên. Và những người tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp có của ăn của để trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Bản mệnh có thể tham khảo thêm các khoản đầu tư sinh lợi để tăng thêm cái giá trị tài sản của mình. Quý vị hãy luôn giữ bình tĩnh và đưa ra những cái phương hướng cụ thể cho từng cái giai đoạn. Bằng cách làm tỉ mỉ như vậy, chắc chắn thì quý vị cũng sẽ đạt được những cái thành công ngoài cái sự mong đợi. Theo cái tính cách của những người tuổi Mùi, nếu như mà quý vị chuyên tâm vào cái sự nghiệp thì từ hai bàn tay trắng có thể gây dựng nên cơ đồ bạc tỷ. Từ con số 0 có thể thành một doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, những người tuổi Mùi còn có suy nghĩ tinh tế, tài năng khác thường so với người khác. Nếu mà biết sử dụng hết mọi cái ưu thế thì sẽ thu hoạch được rất lớn. Tuy nhiên, cái nguồn gốc tài sản của những người tuổi Mùi thì có thể là không chắc chắn. Quý vị nên nhớ, lỗi lầm của con người không thể tránh được. Và vì quý vị quá tin nên là gì? Dễ bị mọi người, bạn bè lừa gạt. Bởi vậy, tránh không nên vì nghĩa mà đảm bảo cho người khác. Ví dụ như là gì? Vay tiền đứng ra bảo lãnh đầu tư hay là vân vân đấy. Nói chung quý vị cũng cần phải có một kế hoạch đầu tư hợp lý để cho tiền đẻ ra tiền ngày một nhiều hơn. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Mùi, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, những người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, mềm mỏng, chuộng, hòa bình. Cử chỉ và lời nói của họ thì luôn thân thiện, trang nhã và thanh lịch. Với cái bề ngoài nhã nhặn ấy làm cho người khác dễ hiểu nhầm về bản chất của những người tuổi Mão. Thực ra họ là những người có cái ý chí kiên cường, lòng kiên định, và bất di bất dịch. Những người tuổi Mão trông có vẻ bề ngoài rất hiền hòa, nho nhã, nhưng lại cực kỳ là nhanh nhạy, linh hoạt với cái thời cuộc. Họ có khả năng nắm bắt cái cơ hội rất là tốt. Và các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng cho biết đấy, những người tuổi Mão là một trong những con giáp giàu có nhất nhì thiên hạ trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch năm 2024. Vì thời gian vừa qua họ đã rất tập trung và nỗ lực cho cái mục tiêu của mình, có được những cái thành quả như ngày hôm nay là cái dấu hiệu thật sự đáng mừng cho những người tuổi Mão. Trong thời gian này thì những người làm công ăn lương ấy thì có cái thu nhập khá là tốt, không phải lo nghĩ đến cái chuyện tiền bạc. Hơn nữa, họ còn biết cách sử dụng cái đồng tiền khôn ngoan, quản lý tiền bạc một cách hợp lý để tích lũy cho tương lai. Nên là cái việc trở nên giàu có cũng sẽ không chỉ là một chuyện một sớm một chiều. Trong thời gian này, cái vận may tài chính của những người tuổi Mão cũng sẽ đạt đến cái tầm cao mới. Cái sự nghiệp của những người tuổi Mão có những cái bước tiến vượt bậc. Nói tóm lại, những người tuổi Mão sẽ vượt mọi cái trở ngại trên đường đi để vươn đến cái thành công. Họ là những người không thích cuộc sống gia đình, nhưng mà khi mà cần thì họ vẫn có thể hòa nhập cùng mọi người. Ở trong cuộc sống, những người tuổi Mão luôn tìm cách né tránh xung đột, mâu thuẫn, nhưng lại rơi vào cái trường hợp bất đắc dĩ thì họ vẫn có những cái biện pháp thích hợp để bảo vệ bản thân cũng như là cái quyền lợi của mình. Thưa quý vị, những người tuổi Mão cũng là những người rất tự tin vào cái năng lực của bản thân và cái trí tuệ của mình. Vì thế, họ dễ dàng tìm thấy được cái hạnh phúc đủ đầy và dễ trở nên giàu có sau một đêm. Vì vậy, để gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Thân. Kính thưa quý vị, những người tuổi Thân là những người hướng ngoại, chủ động và thường có cái thái độ lạc quan với cuộc sống, nên là con đường tài vận của họ cũng khá là ổn. Tuy nhiên, do thường không có cái thói quen tiết kiệm nên là dù có nhiều tiền nhưng mà họ cũng không biết cách quản lý và sử dụng tài chính của mình một cách là hiệu quả, dễ dẫn đến phung phí. Dẫu vậy, những người tuổi Thân có khả năng đạt được cái sự giàu có bất ngờ ở cái tuổi trung niên. Và đặc biệt, trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, đây là cái thời điểm mà là một cái bữa tiệc thịnh vượng của những người tuổi Thân. Giống như là hổ mọc thêm cánh, và quý vị sẽ có được cái quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nếu như mà quý vị có thể nắm bắt chính xác cái cơ hội chỉ có một trong đời thì chắc chắn sẽ thu được cái khối tài sản khổng lồ. Những người tuổi Thân hiếm khi đưa ra những cái quyết định sai lầm vì họ là con giáp khiêm tốn, mềm dẻo và vô cùng là kiên định. Trí tuệ và cái sự quyến rũ vượt trội cùng với cái vận may tài chính hiện tại thì chắc chắn sẽ mở ra cái con đường mới dẫn đến cái sự giàu có và thành công đối với những người tuổi Thân, kể cả về tiền tài lẫn danh vọng. Dưới cái sự phù hộ của thần may mắn và cái vận may của những người tuổi Thân cũng giống như là một cơn gió xuân cuốn đi những cái u ám trước đây và mở ra một cái đường đi mới. Những người tuổi Thân sẽ được ơn trên bảo vệ để tránh xa những cái rắc rối của tiểu nhân, và những cái thảm họa về cũng sẽ tránh được trong cuộc đời. Đối với những người tuổi Thân, chìa khóa giúp họ bảo đảm cái tài vận ổn định là cái phương pháp quản lý tài chính phù hợp với mình. Những người tuổi Thân thì có thể là tự mình hoạch định được cái vấn đề tài chính và dễ dàng tìm được cái cơ hội để kiếm được những mối đầu tư hợp lý, từ đó tăng cường thêm cái sự giàu có và thịnh vượng của mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và bảo vệ những thành quả mà mình đã lao động trong suốt thời gian vừa qua thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, cái đặc điểm chung của những người tuổi Sửu là tính tự lập, tính cách mạnh mẽ, không ngại khó khăn, không ngại nguy hiểm. Những người tuổi Sửu cũng là những người mà cần cù, chịu khó. Do đó, họ có thể đạt được những cái mục tiêu tài chính mà mình đã đề ra. Thì ngoài ra, những người tuổi Sửu thường có cái xu hướng về một cái cuộc sống bình ổn, ổn định. Nói chung ấy, con giáp tuổi Sửu thì thường có tính thật thà, nhẫn nại. Khả năng giao tiếp thì cũng không được tốt cho lắm. Do đó, các mối quan hệ của họ cũng không có quá nhiều. Họ còn là những người mà khá là trầm mặc, sống nội tâm nhưng lại rất ôn hòa với những người khác, làm việc một cách chăm chỉ và cực kỳ là nghiêm túc. Đặc biệt, trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch tới đây, nói chung ấy, cái vận may của những người tuổi Sửu sẽ được vươn lên đến cái đỉnh cao, tài lộc sẽ tràn ngập vào nhà. Và cùng với cái sự thông minh và cái may mắn thì những người tuổi Sửu có thể biến nguy hiểm thành cái cơ hội, và nói chung ấy, thần may mắn sẽ luôn ở bên cạnh các bạn. Những người tuổi Sửu với cái nhìn sâu sắc và trí tuệ phi thường luôn có thể tìm ra những cái giải pháp cho các vấn đề vào những cái thời điểm quan trọng. Và đặc biệt, trong 10 ngày cuối tháng 5, làm gì cũng sẽ gặp được cái may mắn, quý nhân thì cũng ra tay giúp đỡ, vận mệnh thì thịnh vượng, tài lộc thì bất ngờ liên tục ùn chảy vào túi. Dưới cái sự chiếu sáng của những cái ngôi sao tốt lành, cái thu nhập của những người tuổi Sửu cũng sẽ tăng vọt và họ sẽ trở thành cái trung tâm của sự chú ý của mọi người. Thưa quý vị, họ sẽ nổi bật giữa đối thủ và đứng đầu trong một cái tập thể. Sẽ không khó để mà những người tuổi Sửu ấy có thể trở nên giàu có sau một đêm. Cả gia đình của những người tuổi Sửu cũng có thể tận hưởng cái hạnh phúc giàu có và cái sự thành công của mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, những người tuổi Hợi ẩn chứa một cái nét huyền bí và cực kỳ là cuốn hút. Bản chất ôn hòa, lòng nhân ái, sâu rộng và sẵn lòng vươn tay giúp đỡ cho những kẻ khó khăn là những cái đặc điểm nổi bật của những người tuổi Hợi. Họ không chỉ sống một cách thoải mái và tự do mà còn toát lên một cái khí chất riêng khiến cho họ trở thành cái tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Nhờ cái phẩm chất chăm chỉ, đam mê và cái trí tưởng tượng phong phú, những người tuổi Hợi thường đạt được những cái thành tựu đáng kể về cái sự nghiệp của mình, thậm chí từ rất sớm trong cuộc đời. Và đặc biệt, trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch tới đây, vận mệnh của những người tuổi Hợi sẽ tăng trưởng một cách là bùng nổ. Tài vận thì ập đến khiến cho những người tuổi Hợi cũng như là những người khác cũng phải kinh ngạc. Cái sự chăm chỉ và cái tài năng xuất sắc của những người tuổi Hợi, họ sẽ luôn nhận được cái sự đánh giá cao từ lãnh đạo. Cuộc sống của những người tuổi Hợi thì cũng sẽ tràn ngập cái ánh nắng và đầy cái hy vọng. Họ có thể duy trì cái thái độ tích cực dù ở bất kỳ nơi đâu. Nhờ vào cái phước lộc, vậy nên là những người tuổi Hợi nói chung là họ có thể có được cái sự thịnh vượng, giàu có trên mọi cái nẻo đường. Của cải thì dâng cao như nước lũ và cái số tiền tiết kiệm của họ ngày càng được tăng lên. Tương lai của những người tuổi Hợi nói chung là sẽ tràn đầy những cái kỳ vọng tuyệt vời. Cái sự chăm chỉ của họ cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng, khiến cho cuộc sống của họ trở nên thịnh vượng, giàu có và thành công. Không những vậy, gia đình cũng sẽ không còn phải là cái nỗi lo lắng về cái chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Mọi người có thể sống một cái cuộc sống vô tư. Quý vị nhớ lấy lời khuyên của ông cha gì, cơ hội không thể bỏ lỡ, nếu không ấy, thì nó sẽ không bao giờ trở lại. Vậy nên để nắm bắt được cái vận may và gia tăng thêm cái tài lộc cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp có cơ hội trúng số đổi đời trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch năm 2024. Và trong 10 ngày cuối tháng 5 lịch, chúng ta sẽ có 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội trở nên giàu sang phú quý. Đó là 5 tuổi sau: 1 tuổi Mùi, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Thân, 4 tuổi Sửu và 5 là những người tuổi Hợi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.